và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử đội hình các câu lạc bộ đến từ League One nhá anh em nhé. Ok, thì trước khi vào video thì anh em có thể cho mình một nút like video và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều những clip hay hơn nhé. Thì đây là đội hình của chúng ta để đi thi đấu online. Thủ môn sẽ là Gianluigi Donnarumma của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Hậu vệ cánh trái là Mendes của Paris Saint-Germain. Hai trung vệ là Marquinhos và Sergio Ramos đến từ cũng từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain anh em ạ. Và Hakimi cũng là của Paris Saint-Germain. Trên là tiền vệ là Romain Farrier, cầu thủ này thì của Olympique Lyon. Verriot đến từ Marseille anh em ạ. Verratti thì lại là của Paris Saint-Germain. Trên hàng công đó chính là Neymar và Messi của Paris Saint-Germain. Và Therrien Therrien là cầu thủ của Lille anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta có chủ tịch Kylian Mbappe. Ok, đội hình này là chủ yếu của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Đội hình 11 cầu thủ mà có đến 8 cầu thủ là của Paris Saint-Germain anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi thi đấu online nhé. Và đây là đối thủ của chúng ta, đối thủ mang tên là Nhập Tịch FC. Đội hình của đội bạn nhìn chung là nhỉnh hơn chúng ta. Chúng ta sẽ thi đấu trên sân khách anh em ạ. Ok, và hiệp 1 trận đấu xin được phép bắt đầu. Đội bạn là người ra bóng trước. Đây là Virgil van Dijk, một tiếng lên bóng rất sớm dành cho đội bạn. Đây là Benzema, một cú đá luôn của Benzema. Rất may mắn là bóng lên đi chạy cột dọc cung thành của thủ môn Donnarumma. Một tiếng phát bóng lên. Đây là Ansu Hakimi. Messi đường truyền xuống dành cho Therrien, tiền đạo của Lille. Một đường truyền dài rất nguy hiểm. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội bạn Neymar, Benzema. Rất nguy hiểm. Và như vậy là lưới của chúng ta đã rung lên anh em ạ. Đội bạn Nhập Tịch FC đã có bàn thắng mở tỷ số. Một pha phối hợp rất đơn giản để loại bỏ hàng thủ của chúng ta với một đường truyền dài của Van Dijk. Ronaldo là cầu thủ lập công. Đây là Benzema. Đội bạn trong trận đấu này chắc có lẽ là chơi rất nhiều những đường bóng dài đây. Lại là một đường truyền dài nữa. Rất nguy hiểm. Lần này là Marquinhos của chúng ta đã ngăn chặn tốt. Thực sự là game DLS vẫn gọi là cái lối chơi này gọi là lối chơi truyền thống rồi anh em ạ. Không bao giờ bỏ được cái lối chơi này. Càng danh càng cao thì đây rồi. Cơ hội dành cho chúng ta. Therrien không được. Đội bạn đã phạm lỗi, tuy nhiên trọng tài lại không cắt quài anh em ạ. Alaba đã phạm lỗi với Therrien của chúng ta. Lại là một đường truyền dài nữa. Một đường truyền dài rất khó chịu. Đây là Karim Benzema. Một tình huống đối mặt dứt điểm. Cú đá không chiến thắng được Gianluigi Donnarumma. Một pha đấm bóng cứu thua. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội bạn. Một tình huống đá phạt góc rất nguy hiểm. Và như vậy là lưới của chúng ta đã rung lên anh em ạ. Người lập công đó chính là Theo Hernandez. Một cú đánh đầu vào góc xa đã loại bỏ được thủ môn Donnarumma. 2-0 dành cho đội bạn rồi. Một trận đấu đang rất khó khăn dành cho chúng ta. Đây là Nuno Mendes. Neymar. Một đường truyền sang cánh dành cho Messi. Rất hay. Đây là Therrien. Vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các cầu thủ DLS. Và người lập công đó chính là Martin Therrien. Một chân sút không quá nổi tiếng, nhưng anh đã có một cú đá rất tốt. Nhưng pha phối hợp rất hay. Các siêu sao đến từ League One đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đây là Trent Alexander-Arnold. Đường truyền xuống dành cho Thiago Silva. Không phải, có lẽ là Bernardo Silva. Đường truyền xuống. Đường truyền hơi sâu và Donnarumma của chúng ta đã bắt bóng tốt. Một tiếng phát bóng. Đấy rồi, Fario tuyệt vời. Đây là Neymar, một cơ hội mở ra. Therrien, dứt điểm đi, không được. Hậu vệ của bạn đã rất nhanh, đó chính là Theo Hernandez. Cơ hội mở ra dành cho đội bạn, rồi, ngăn chặn tốt. Đây là Nuno Mendes. Không được, các cầu thủ của đội bạn quá nhanh anh em ạ. Đây là Karim Benzema, một tình huống phối hợp của các cầu thủ đội bạn. Tuy nhiên, Nuno Mendes đang ngăn chặn tốt và hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Ở trong hiệp 3 này mình sẽ thay đổi một số vị trí nhá anh em nhé. Mình sẽ tung Kylian Mbappe vào sân để thay cho vị trí của Therrien. Một cầu thủ hiệp 1 gọi là khá tròn vai thôi, khi anh đã có được một bàn thắng. Tuy nhiên thì để có thể gỡ hòa thì mình sẽ thay anh này ra nhé. Đội bạn đã có 4 sự thay đổi người anh em ạ. Và chúng ta đã có một sự thay đổi người. Hiệp 2 của trận đấu xin được phép bắt đầu. Đây là Ansu Hakimi. Messi. Đội bạn đã ngăn chặn tốt, nhưng bóng vẫn trong chân của Messi. Đây là Alaba. Theo Hernandez. Một đường truyền xuống không qua được Verratti. Đây là Lionel Messi. Và phá bóng của David Alaba.
quả ném biên dành cho các cầu thủ ở DLS. Thực ra thì giải vô địch quốc gia Pháp thì không nổi tiếng lắm anh em ạ. Mà chủ yếu là các câu đội hình mạnh thì đến từ Paris. Rất nguy hiểm cú đá của các cầu thủ chúng ta. Tuy nhiên thủ môn của đội bạn đã có pha cứu thua tốt. Một pha phát bóng lên rất mạnh của Loris. Ngoài PSG ra thì Pháp ít câu lạc bộ nào nổi tiếng anh em ạ. Có những câu lạc bộ như kiểu Lin Năng hay là ấy thì gọi là cũng ít cầu thủ có tên tuổi. Đây là Hernandez. Chúng ta hãy cùng quay trở lại trận đấu này nhé. Đây là Ramos. Một tình huống chuyền bóng khá tệ của Sergio Ramos. Đây là Sadio Mane. Đường tốc độ của Sadio Mane. Mane đã loại bỏ được Hakimi rồi anh em ạ. Một pha tốc độ rất tốt của Mane. Một tình huống đánh đầu phá bóng rồi. Đây là Messi. Một tiếng phản công dành cho chúng ta, không được. Và kích người của ai đây? Virgil van Dijk. Hugo Lloris, đội bạn tạm dừng anh em ạ. Đây là Hugo Lloris. Đường truyền xuống dành cho, đây là Neymar, cơ hội dành cho chúng ta, dứt điểm đi, không được. Hugo Lloris đã có một pha cứu thua rất tốt. Đội bạn đang có sự thay đổi người khi Cristiano Ronaldo đã ra sân và người vào sân đó chính là Erling Haaland. Đánh đâu, không được. Cú đánh đầu có lẽ là của Sergio Ramos. Cú đánh đầu hơi cao so với khung thành của Hugo Lloris. Hugo Lloris đã giã từ đội tuyển quốc gia Pháp anh em ạ. Đội trưởng của đội tuyển Pháp đã từ giã đội tuyển quốc gia khi anh đã có chức vô địch World Cup 2018 trên đất Nga và chức Á quân World Cup 2022 cũng như là Euro 2016. Một cơ hội mở ra dành cho chúng ta, đây là Kylian Mbappe. Mbappe từ khi vào sân đến giờ vẫn chưa cho thấy mình hiệu quả trên hàng công. Đây là Lionel Messi. Đường chuyền không được. Theo Hernandez đã đứng đúng vị trí của Messi chuyền bóng. Một cơ hội mở ra dành cho đội bạn. Đây là Karim Benzema. Bóng đã chạm tay rồi. Tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi trong tình huống vừa rồi. Đây là Mohamed Salah. Một tình huống chuyền bóng vào không được. Ramos của chúng ta đã ngăn chặn tốt. 2 phút bù giờ anh em ạ. Liệu có kịp cho chúng ta cỡ hòa hay không? Không kịp rồi. Đội bạn đã lấy được bóng. Một tình huống phá bóng của các cầu thủ đội bạn. Đây là Gianluigi Donnarumma. Một tình huống phá bóng rất mạnh lên phía trên. Và trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu này anh em ạ. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đó chính là Theo Hernandez của đội bạn. Một trận đấu rất tốt của Theo Hernandez đã ngăn chặn những cú dứt điểm rất nguy hiểm đến từ các thủ của chúng ta. Ok, mình sẽ thi đấu thêm một trận nữa nhé. Thì ở trong trận đấu này mình sẽ thay Therian bằng Kylian Mbappe để hy vọng trên hàng công của chúng ta được khỏe hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi một trận đấu online nhé. Một bộ song sắt, bộ ba gọi là tam tấu huyền thoại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Mbappe, Neymar và Lionel Messi. Ok, thì trong trận đấu này chúng ta sẽ được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của chúng ta đó chính là Dream FC. Đội bạn, đội hình nhìn chung là nhỉnh hơn chúng ta anh em ạ. Đây là Eden Hazard, bóng đã lăn và hiệp một trận đấu xin được phép bắt đầu. Đây là Kylian Mbappe. Một pha qua người hay của Mbappe. Một tình huống chuyền bóng vào rất nguy hiểm của dành cho đội bạn. Đây là Neymar. Nuno Mendes của chúng ta đang ngăn chặn tốt. Đây là Farrier. Neymar đường chuyền sang cánh dành cho Ansha Hakimi. Pha chuyền bóng rất tốt. Đây là Veretout. Mbappe. Đây là Mbappe. Đường chuyền xuống rất tốt. Và Ramos của chúng ta đang ngăn chặn dứt điểm. Một tình huống dứt điểm của các cầu thủ đội bạn. Cú đá của Messi. Bóng đã đi chệch cột dọc khung thành của Donnarumma. Một tình huống phát bóng lên. Đây là Marco Verratti rồi. Messi của đội bạn đã nhanh hơn. Tuy nhiên Messi khá đơn độc trên hàng công của đội bạn. Đây là Messi. Một tình huống lên bóng dành cho đội bạn. Tuy nhiên Marquinhos của chúng ta đã ngăn chặn tốt. Neymar. Đây là Ferrestot. Đường truyền xuống dành cho Lionel Messi. Không được. Hậu vệ của đội bạn cũng đứng rất dày anh em ạ. Đây là Messi. Pha qua người của Messi. Lại là thêm pha qua người nữa. Tuy nhiên đường truyền của Lionel Messi là rất tệ. Một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ DLS. Đây là Ansha Hakimi. Messi. Farrier. Đường lên bóng dành cho chúng ta. Mbappe dứt điểm. Không được. Mbappe định dứt điểm. Tuy nhiên thì Eden Hazard đã đứng đúng vị trí và ngăn chặn cú dứt điểm của Kylian Mbappe. Đây là Donnarumma. Phút thứ 33 rồi và chúng ta vẫn chưa có một tình huống nào đáng chú ý về phía khung thành của đội bạn. Đây là Farrier. Kylian Mbappe. Phá qua người rồi. Đây là cơ hội dành cho chúng ta. Đứng chuyền vào. Không được.
Đây là Faria dứt điểm không được. Cú đá đã đi chệch cột dọc khung thành của đội bạn. Cú toa của đội bạn bắt gôn anh em ạ. Một pha sai lầm của Thibaut Courtois, đây là Mbappe. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ DLS và người lập công đó chính là Kylian Mbappe. Sai lầm của Thibaut Courtois, một cú đá thẳng vào góc gần. 1-0. Một món quà của Thibaut Courtois anh em ạ. Kevin De Bruyne rất thích điều này. Đây là không được rồi. Cầu thủ của đội bạn đã nhanh hơn và một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội bạn, một tấm thẻ vàng dành cho Lionel Messi. Một pha phạm lỗi của Messi với Marquinhos của chúng ta. Hiệp một trận đấu này không có phút bù giờ nào anh em ạ. Và hiệp một trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-0 sau sai lầm của Thibaut Courtois. Ở hiệp 2 này đội bạn đã có 3 sự thay đổi người. Hiệp 2 của trận đấu xin được phép bắt đầu. Đây là Nuno Mendes. Neymar Junior, một cú dứt điểm luôn của Neymar không được. Cú đá của Neymar bóng đi quá dễ dàng với Thibaut Courtois. Đây là Ronaldo, một tiếng lên bóng không được rồi. Donnarumma, các cầu thủ của đội bạn phòng ngự rất dày anh em ạ. Một đường chuyền xuống, rất may mắn là đường chuyền đã không đến chân của Lionel Messi. Một tiếng ném biên quá tệ của Donnarumma, rất may mắn là không có quả ném biên dành cho các cầu thủ đội bạn. Một đường chuyền dài, đây là Ansu Hakimi. Lionel Messi, một đường chuyền dài của Messi, tuy nhiên không qua được cái đầu của hậu vệ cánh phải bên phía đội bạn. Đây là Sergio Ramos, đường chuyền dành cho Mendes. Đây là Neymar. Mbappe, đường chuyền xuống dành cho Messi. Đây là cơ hội dành cho chúng ta, không được. Cú đá của Messi, bóng đã đập thẳng vào người của cầu thủ đội bạn. Đây là Messi, vẫn tiếp tục là các cầu thủ chúng ta. Kylian Mbappe, một cú dứt điểm không được. Mbappe định tung ra cú dứt điểm, tuy nhiên hậu vệ của đội bạn đã đứng chắn. Đây là Faria, Sergio Ramos. Trong trận đấu này chúng ta làm chủ hoàn toàn thế trận anh em ạ. Đội bạn không có một tình huống lên bóng nào. Đây là Neymar, đường truyền xuống dành cho Kylian Mbappe. Messi không được. Messi dứt điểm quá tệ trong tình huống đó. Anh đã dứt điểm check cột dọc khung thành của Thibaut Courtois. Một tình huống lại là một tình huống sai lầm của Courtois. Đây là Mbappe không vào. Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội anh em ạ. Cú đá của Mbappe, bóng đã đi check cột dọc khung thành của Thibaut Courtois. Rất đáng tiếc. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa của các cầu thủ đội bạn. Lần này là Cristiano Ronaldo, anh đã phải lĩnh một cái thẻ vàng. Phút thứ 83 rồi. Nếu như chúng ta chắt chiu được cơ hội, những cơ hội chúng ta bỏ lỡ thì có lẽ chúng ta đã có được 3 bàn thắng. Đây là Erling Haaland, tình huống qua người của Haaland. Một tình huống lên bóng dành cho các cầu thủ đội bạn, rất nguy hiểm. Tạt bóng vào, đánh đầu. Bóng đã nằm chắc trong tay của Donnarumma. Phút thứ 89 rồi. Một tình huống phá bóng mạnh lên. Rồi, bóng đường truyền rất tốt của Donnarumma. Đây là Neymar, đường truyền vào. Luka Modric đã phá bóng lên. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc anh em ạ. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ DLS. Một chiến thắng ngay trên sân nhà. Và cầu thủ xuất sắc nhất trận đó chính là Kylian Mbappe. Ok, thì đến đây mình cũng xin phép dừng clip. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình sớm lên 4k sub sớm nhất nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.